Nhóm cổ phiếu chứng khoán đã gãy chen, nhà đầu tư nên làm gì? Trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu chứng khoán là nhóm mà giảm mạnh nhất thị trường. Dù cái mức giảm nó không phải là 5-6% giảm sàn, nhưng mà so với thị trường chung thì cái mức giảm là lớn nhất thị trường. Đặc biệt là những cái cổ phiếu như là HCM này, giảm gần 3% và đã thủng cái hỗ trợ ở đây rồi. Đấy, hay là FTS cũng giảm gần 3% này, BVS cũng vậy, BDS thì cũng thế, CTS cũng giảm gãy cái vùng nền này. Rồi BSI đúng không? Cũng giảm gãy cái vùng nền nhỏ này. Đó, thế thì nhóm chứng khoán cho một cái tín hiệu khá là tiêu cực, mà BS cũng giảm, đúng không? Vậy thì liệu rằng thị trường nó có sập hay không, hoặc nhóm chứng khoán có rất mạnh hay không? Vậy thì chúng ta nên hành động như thế nào đối với cả thị trường chung cũng như là đối với nhóm chứng khoán? Nếu anh em mà theo dõi cái kênh của mình thì biết rằng là mình đã cảnh báo mọi người từ cách đây 2 tuần, trong cái video mà 8 ngày trước này. À, cuối cuối cái tuần trước nữa, đúng không? Và sau đó thì trong cái tuần vừa rồi mình cũng cảnh báo về cái việc là khi mà tỷ giá tăng mạnh, đúng không? Tỷ giá tăng mạnh nó ảnh hưởng tới cái chính sách tiền tệ, đúng không? Và sau đó là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chứng khoán. Đó, và có một cái điều cũng rất là quan trọng là cái chiến lược giao dịch mình cũng nói với anh em là chúng ta trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ hạn chế mua xanh, đúng không? Chúng ta sẽ canh mua trong những cái nhịp điều chỉnh, canh mua trong những cái vùng hỗ trợ. Hay nói cách khác là trong cái giai đoạn này, cái chiến lược giao dịch của chúng ta là một cái chiến lược mà mang tính phòng thủ cao hơn là tấn công, sẽ không phải là những cái thời điểm để mà mua break out, mua vượt đỉnh nữa, mà là chiến lược là phòng thủ. Và mình cũng không khuyến nghị những cổ phiếu ngắn hạn. Mọi người sẽ thấy gần đây mình không hề khuyến nghị những cổ phiếu cho ngắn hạn, mà nếu có đưa ra cái lời khuyến nghị cổ phiếu thì là những cái cổ phiếu mà có thể là đầu tư trung hạn, và với những cái điểm mua mà nó vẫn còn ở vùng giá thấp có thể mua cho trung hạn, đúng không? Ngay trong cái nhận định sáng nay thì mình cũng có nhắn vào Zoom khách hàng là VN Index là đã tiếp cận cái vùng cản, nó xuất hiện những cái áp lực bán ra lớn và nó đúng không, nó sẽ cần phải tích lũy hoặc là điều chỉnh rũ bỏ trước khi mà vượt 1.300 đó. Thì đặc biệt là khi mà đánh giá nhóm chứng khoán thì mình đánh giá là nhóm này đã có tín hiệu suy yếu. Nguyên nhân một phần là đến từ cái việc mà kết quả kinh doanh của nó kém tích cực, hầu hết các công ty chứng khoán là có kết quả kinh doanh kém tích cực, một số ít thì vẫn ok như là HCM, như là SAI, nhưng mà sao được cái kết quả chung của nhóm này nó cũng có tác động. Và HCM thì hôm nay mặc dù kết quả cũng ok nhưng mà vẫn gãy, vẫn rơi gãy đó. Thế thì do đó là tất cả những cái tín hiệu của thị trường nó đã diễn ra trước rồi. Đây, VN Index, những cái tín hiệu mà bán, những cái cây bán chủ động là cái màu đỏ này, nó nhiều hơn cái mua chủ động là màu xanh. Ở bên này cũng thế, bên này thế, thì cái việc điều chỉnh của thị trường là hoàn toàn bình thường thôi. Thì mình nói như vậy không phải là để nhắc lại những cái gì đã qua, mà mình nói với mọi người để mà chúng ta khi mà chúng ta giao dịch và có những cái tín hiệu rủi ro thì chúng ta cần phải nhận biết sớm và chúng ta hành động sớm. Như Zoom khách hàng của mình thì các cái việc mà báo bán là mình đã bán từ tuần trước nữa rồi. Tuần trước thì thực sự là cũng không, gần như là không có bán gì. Hôm nay cũng nhiều lúc là cũng kéo lên, buổi sáng kéo lên cũng khá là FOMO đấy, EIB rồi là Vinhome đúng không, tăng trần với gần trần cũng khá là FOMO, nhưng mình cũng không có báo khách hàng mua bán gì cả. Đấy, trong những cái giai đoạn mà nó rủi ro như này thì mình nên giữ ở cái vị thế mà gọi là phòng thủ. Thì như cuối tuần thì mình cũng nói ở trong video rồi là cái vùng hỗ trợ hiện tại mình đánh giá và nó gọi là ok một chút thì là vùng 1265 này nhá, quanh vùng này. Còn tất nhiên là các bạn có thể là kỳ vọng một cái hỗ trợ đây đó, một cái hỗ trợ chỗ này vùng 70, vùng 70. Nhưng mà theo mình cái vùng dưới này thì cái vùng này là nó có cái sức mạnh nó lớn hơn đó. Thì bây giờ là 79 đó, 79 đến 65 nó khoảng hơn hơn chục điểm đấy. Đó thì 1-2 phiên giảm thôi đó. Thì tại vì là mình thấy hiện tại cái đà bán nó cũng không mạnh, đà bán nó cũng không mạnh, mặc dù là áp lực bán thì nó chiếm ưu thế hơn, nhưng mà đà bán nó cũng không mạnh. Và nhóm ngân hàng thì mặc dù là hôm nay đó, mặc dù là hôm nay nhóm ngân hàng thì cũng có những cái sự điều chỉnh, đó, điều chỉnh nhất định. CTG là cũng chỉnh khá mạnh đấy. Thì như mình cũng có nói là đối với kể cả nhóm ngân hàng cũng vậy thôi, chúng ta vẫn là canh mua khi điều chỉnh chứ không phải là canh FOMO. Thì cái việc mà nó tăng lên đó, nó tăng lên sau đó thì nó điều chỉnh để nó trước khi nó bước vào một cái nhịp tăng mới là hoàn toàn bình thường. Thì hiện tại nhóm trên ngân hàng thì nhiều cổ phiếu là nó vẫn giữ được nền, nó chưa gãy đúng không? Ví dụ ACB vẫn ở trên này, Techcombank thì vẫn ở đây, VPBank thì gần như cũng không chỉnh đó, đó thì STB thì chỉ nhẹ đó. Thì mình đánh giá là có CTG thì nó sao, nó cũng chưa gãy hẳn cái nền này đâu, mà nếu mà gãy nó còn cái nền dưới này đó. Thế thì nhóm ngân hàng vẫn khá là ok, do đó là cái cơ hội mà thị trường nó sập mạnh thì mình tới thời điểm hiện tại nhé, tới thời điểm hiện tại nhưng mình vẫn đánh giá thấp cái việc mà thị trường nó sập mạnh. Tuy nhiên là cái việc điều chỉnh là chắc chắn, thì mình cũng đã nói từ nhiều tuần trước rồi đúng không, là cái điều chỉnh là chắc chắn đó. Thì đấy là nói là anh em có thể là an tâm hơn một chút về thị trường đúng không. Còn tất nhiên là trong cái giai đoạn này chúng ta là đánh gọi là sao, trading là chúng ta trading theo kháng cự hỗ trợ, trading theo biên đó. Ví dụ như là
mình đang nói ngắn hạn đấy, ngắn hạn nếu anh em mà đánh đứt sóng ấy đúng không, chúng ta trading theo biên, ví dụ lên trên này đúng không? Thì chúng ta bán và xuống dưới này thì chúng ta mua lại đúng không? Hoặc là những cái vùng ví dụ như là PVD chẳng hạn đấy, PVD bán ở đây rồi đấy, thì mình cũng có nói là mình canh mua lại vùng bên dưới này 25 đến 25.5 gì đó. Đó thì tất nhiên là nó phải có tín hiệu xác nhận đảo chiều nhé, chiến lược chung nó vẫn là như vậy. Thế còn bây giờ chúng ta quay lại cái nhóm nhóm chứng khoán thì thực ra là mình vẫn đánh giá là thị trường điều chỉnh, nhưng mà hôm nay nhóm chứng khoán nó giảm hơn cái dự kiến của mình. Và mọi người biết rằng là mặc dù cái nhóm chứng khoán này nó không phải là leader của thị trường trong cái nhịp này, tuy nhiên là cái việc nhóm chứng khoán nó gãy thì cũng là một cái tín hiệu mà nó khá tiêu cực đối với thị trường và anh em cần phải cẩn trọng. Thì nếu anh chị em đang cầm nhóm cổ phiếu chứng khoán thì sao? Thực ra theo mình là nhóm chứng khoán là nó cũng vẫn ở quanh cái vùng đỉnh, nó mới điều chỉnh gãy cái nền nhỏ thôi. Thế nên là thực ra là nếu mà anh em có cầm thì đôi khi là lãi nhẹ hoặc cái mức lỗ nó không nhiều, nhưng mà cái dòng tiền nó đã yếu rồi, dòng tiền nó đã suy yếu rồi, thì theo mình là mọi người nên hạ thì chậm ra khỏi cái nhóm chứng khoán này nhé. Thì mình vẫn đánh giá từ trước mình vẫn đánh giá từ sáng nay là nhóm chứng khoán là đã suy yếu, nó đương đã suy yếu. Và bây giờ một là nhóm banh là có tiền này, là chen vẫn mạnh này, thứ hai là nhóm bất động sản mặc dù là nó đang ở dưới, mặc dù nó là yếu nhưng mà nó lại sao, nó lại có cái tín hiệu check out, nó có cái tín hiệu check out trước rồi đúng không? Đó thì do đó là chúng ta theo mình nghĩ là nên hạ thì chọn bớt nhóm chứng khoán ở thời điểm hiện tại, vì nó không có câu chuyện gì mới nha, nó chưa có câu chuyện gì mới đó. Còn nhóm bất động sản ít ra là có câu chuyện là bất động sản bên ngoài đời nó vẫn đang sốt nóng đúng không? Thì nhóm bất động sản là nó đã rũ bỏ rồi và chúng ta thực ra là đang canh nó kết lại, thì ít ra chúng ta có một cái kỳ vọng hơn đúng không? DG, thực ra DG thì mọi người có thể sợ cái cây này uptrend, nhưng mà theo mình là cây trước đó thì nó mua rất mạnh và tăng trần, do vậy là nếu mà nó có điều chỉnh test lại thì nó cũng vẫn sẽ tăng lên thôi. Có thể là test lại MA20 nhé, thì khi mà điều chỉnh lại thì nó là cơ hội đúng không? Đích thì nó cũng đang test lại thôi. TCH thì hơi xấu một chút là giảm đúng không, nhưng mà mình đánh giá là TCH này là một cái nhịp rũ bỏ. Nam Long và PDR là hai cổ phiếu mình đang cách mua sau test lại, có vẻ như hôm nay cái áp lực bán của Nam Long nó khá là nhỏ rồi đó, thì mình cần một cái cây xác nhận đảo chiều thì mình sẽ mua Nam Long. Và PDR cũng vậy, áp lực bán cũng không lớn đúng không? Thì nếu mà nó test về cái vùng 19.5 đến vùng 20 này thì đến vùng 19.5 vùng 20 thì mình có thể là sẽ mua nếu mà sau đó là nó đảo chiều. Đó. Thế là hai cổ phiếu bây giờ thì cũng mạnh nhá, bây giờ cũng mạnh. Click thì yếu. Còn những cái mã như là Novaland này, anh em đừng nhảy vào làm gì cả. Đấy, hoặc là sell thì khá hơn, sell này thì cũng khá hơn. Đây một cái này tăng rất mạnh. Nhưng mà những cái mã như là Novaland thì thôi nhé, không động vào nhé, hay là DIP cũng yếu cũng không động vào này, thậm chí kể cả TCH thì mình cũng không khuyến nghị mua mới nhé, mặc dù mình đánh giá nó là một cái nhịp rũ bỏ nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy dòng tiền vào, nó bao giờ dòng tiền nó vào thì mình mới tính nhé. Liên quan đến cái việc mà thị trường điều chỉnh trong cái nhịp này ấy, thì một trong những cái dấu hiệu thì mình cũng muốn nhắc lại với mọi người là các cổ phiếu leader có tín hiệu bull chart, và mọi người nhớ cho mình cái chỗ này FPT, vẫn phải nhắc lại để anh em làm những cái video trước không xem kỹ chúng ta lưu ý. Wow. FPT là một cổ phiếu leader của thị trường và nó đã bull trap ở cái cây mà tăng gần trần này đúng không? Đấy. Sau đó là nó rớt, hôm nay cũng rớt rồi. Đó. Thì khi mà FPT bull trap, thị trường đường thường là rớt đoạn này thế đúng không? Hoặc là Liên Việt Postbank. Đấy. Thực ra hai con mạnh nhất của nhóm bank trong cái giai đoạn trước đó là Liên Việt Postbank và HT Bank, đây cũng bull trap này. Còn hiện tại là STB rồi, đó, đây là bull trap đó, thì những cái con mà leader này mà nó bull trap thì anh em phải hết cẩn thận. Rồi là nếu mà mình nói đến cái nhóm cổ phiếu trụ á, Vinamilk thì gãy từ trước rồi không nào, đó. B comeback này cũng rớt này đó. Và VKG thì cũng rớt nguyên cái nhịp này rồi, mà VKG thì lại gần đến vùng mà gọi là mua được rồi đó. GVR gần nhất đó. Gần nhất là mã GVR bull chart cây này là định tăng vượt đỉnh nhưng mà ngay sau đó là bị bán ngược trở lại thành quả lớn, cây tiếp theo giảm tiếp đó, thì nó bull chart đúng không đó. Đấy là một các tín hiệu khi mà các cổ phiếu lớn bull trap thì mọi người cần phải lưu ý. Còn hôm nay thì điểm nhấn của thị trường chỉ có họ Vin và họ gọi là họ GEX đúng không? Thì thực ra tại sao hôm nay có những cái lúc mà GEX nó tăng lên đến mình nhớ là khoảng độ 3%, nó tích tăng 3%. Đấy. Thì còn EIB nhá, EIB là GEX là cổ đông lớn. Đấy. Họ Anh Tuấn vượt ông EIB tăng trần này. Đánh cái này không fair, chơi bận. Ra tin xấu rũ xong rồi kéo tăng trần này chơi bận. Đánh không fair đúng không? Làm anh em mất hàng khá là nhiều. Thì ngoài EIB ra họ GEX thì cũng có GEX này, EIB này, VGC này. Đấy, thì những cái cổ phiếu này hôm nay đều xanh. Quick này. Cái kê để cho anh em biết là anh em đánh cổ thì biết là nó thuộc họ nào nhá. EVF nhá. Đó, EVF cũng có những lúc tăng 2%. VFS nhá, chứng khoán Nhất Việt có những cái lúc tăng rất là mạnh. Đó, đấy là họ GEX. Ok, mình có đánh giá sơ bộ thị trường như vậy. Nói tóm lại thì trong cái giai đoạn hiện tại
Nếu mà anh em tùy vị thế đó, thị trường điều chỉnh nó sẽ là cái cơ hội để mà chúng ta mua cổ phiếu để mà chúng ta có thể là đầu tư trung hạn. Các vị thế ngắn hạn thì mình nên mua sau những cái nhịp check out rút bỏ hoặc ở cái vùng giá thấp, và đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì mọi người hạn chế lướt sóng quá nhiều, lướt sóng liên tục, hạn chế mua đuổi, mua bùng nổ, mua breakout đó. Mình nghĩ là chúng ta nên chậm lại, cái giai đoạn này chúng ta nên nên chậm lại, đầu tư chậm lại, đừng FOMO nữa, đừng FOMO quá nhé. Ok, anh chị em có thể tham khảo thêm thông tin cho cái nhóm cộng đồng của mình nhé, hoặc là ai có nhu cầu tư vấn khuyến nghị cổ phiếu thì có thể liên hệ với mình số điện thoại 0986 979 383. Anh em thấy video hữu ích thì cho mình một like và comment nhé. Xin chào mọi người.